Chào các bạn, trong video này có một bạn xem kênh YouTube của mình nó có hỏi là tại sao mà cái nguồn led driver khi mà đo không tải á, lại rất cao, mà khi mình gắn vô một cái dãy led như thế này á thì điện áp nó sụt rất xuống khá nhiều. Các bạn hỏi nguyên nhân tại sao mà cái nguồn đó nó lại tụt giảm như vậy và cái cách khắc phục như thế nào, thì sau đây mình sẽ nói về cái khái niệm về vấn đề sụt áp. Đó các bạn, sụt áp hay gọi là điện áp rơi trên tải nha, là một cái điện áp mà phát sinh trong đoạn mạch do cái dòng điện của nó chạy qua tải. Tải ở đây á có nhiều loại, như nếu mà các bạn có dùng động cơ, motor hoặc là mấy cái đèn led như thế này, những con chip led như thế này á được gọi là tải hết nha. Thì nó sẽ gồm cái linh kiện và cái đường dây dẫn. Từ bên trong của mấy cái này linh kiện này á là nó có điện trở, như chip led này có điện trở hết nha, hoặc là cái động cơ motor gì đó nó cũng có, bên trong nó cũng có điện trở trong. Còn cái dây dẫn ở đây á có nghĩa là cái đường dẫn của nó, như các bạn nhìn thấy không, trên như cái đèn led này á nó sẽ có nhiều cái đường mạch in, nó nối từ chip led này qua chip led khác. Nếu mà lại đèn led tiếp led T8 á, nó có nguyên một thẳng dài luôn nha. Bên trong nó sẽ có mấy đường mạch in như thế này nè, nó sẽ nối kết nối. Thì bên trong những cái đường mạch này á cũng có điện trở nó. Hoặc nếu mà các bạn nói về khái niệm sụt áp trên đường dây truyền tải điện á, thì những cái đoạn dây đồng này nè, bên trong nó cũng có điện trở nha. Nó sẽ làm hao hụt cái điện áp nguồn cung cấp cho tải qua cái đường dây điện này. Thế thì cái điện áp không tải là gì? Cái điện áp không tải hay là còn gọi cái điện áp nguồn? Cái điện áp nguồn của mình là điện áp do nguồn cấp điện cấp ra. Đó là sự chênh lệch điện áp giữa hai đầu cực của nguồn điện. Khi không có dòng điện chạy qua tải, hoặc là các bạn không mắc vào tải, đây là nguồn led driver. Cái điện áp không tải có nghĩa là cái đầu ra này nè, các bạn không mắc vào cái module led này. Thế thì tại sao á cái nguồn điện áp khi mà không có tải lại sụt giảm nhiều khi mà mình mắc tải vô? Thì ở đây nó sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố. Đối với nguồn led driver này á, cái sụt áp của mình nó bao gồm là sụt áp trên chip led và sụt áp trên cái đường mạch in. Ở đây các bạn lưu ý cho mình á, là sụt áp tăng khi mà cái điện áp ngõ vào không tải á tăng lên, và nó sẽ tăng khi mà cái số lượng chip led nó nhiều hơn trong một cái bo led như thế này hoặc một cái thanh led như thế này, thì nó tỷ lệ thuận với nhau nha. Khi mà điện áp tăng á thì tất nhiên là dòng sẽ tăng, lúc đó sụt áp nó sẽ tăng lên, đồng thời nó sẽ phụ thuộc vào cái số lượng chip led nha. Chip led của mình số lượng càng nhiều á thì sụt áp của mình sẽ tăng càng nhiều càng lớn. Để chứng minh cho việc này á, mình sẽ dùng một cái bộ cấp nguồn cho điện thoại đi. Kết hợp thêm một cái đồng hồ, mình đo điện áp khoảng 3V để cấp nguồn cho chip led. Đồng hồ này mình chỉnh và cái thang đo khoảng 20V. Rồi hai que này á, mình sẽ kẹp nguồn thôi. Mình điều chỉnh sao cho cái điện áp rơi khoảng 3V.
Rồi mình thử test coi cái chip led này á, nó bị sụt áp khoảng bao nhiêu volt. Đây là cái điện áp không tải nha. Rồi các bạn nhìn nè, khi mà mình cấp nguồn, giống như cái nguồn led driver mình cấp vô cái tải này á, tải này là chip led, thì mình đo cái điện áp nó giảm khoảng bao nhiêu. Rồi các bạn quan sát cho mình là dòng lúc này bằng 0 nha các bạn. Rồi mình tiến hành mình cấp nguồn cho chip led coi nó sụt khoảng bao nhiêu. Ở đây là giá trị là khoảng 3.01V nha. Rồi các bạn thấy không? Cái điện áp của mình á, nó sẽ giảm xuống còn có 3V, đúng 3V. Đồng thời cái dòng của cái bộ cấp nguồn á, nó sẽ tăng lên. Như vậy á, là nó giảm khoảng 0.01V. Bỏ cái nguồn của mình không tải á, là 3.01V. Rồi khi mình gắn tải, gắn led vô á, chip led nó sáng, dòng nó qua thì sụp áp trên cái chip led này khoảng là 0.01V nha. Cái nguồn điện áp nguồn của mình á, nó giảm còn khoảng 3V thôi. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ nói về cái mức độ mà sụp áp khi mà số lượng chip led của mình tăng lên. Nè, sụp áp sẽ tăng khi mà số lượng chip led tăng. Lúc nãy á, mình đã test cho các bạn thấy chỉ có một con chip led thôi. Bây giờ đối với đèn led bulb này á, thì một nhánh của nó sẽ có hai con chip led mắc song song với nhau, hoặc là đèn led xanh như thế này. Led của đèn chip led T8, cấu tạo của nó là gồm hai con chip led này mắc song song với nhau. Thì khi mà cái số lượng chip led nhiều hơn á, thì các bạn nhìn đo cái sự sụp áp của nó nè. Mình giả sử đi, cái nguồn cấp cung cấp của nó là khoảng 3V. Mình cấp cho hai con chip led này mắc song song với nhau. Rồi mình tiến hành mình đo cái sự sụp áp. Thử hai con chip led coi nó sụp áp bao nhiêu. Rồi các bạn thấy không? Nó sụp áp khá lớn nha các bạn. Bây giờ nó còn khoảng 295V. Là nó sụp áp khoảng là 0.05V. Cái nguồn của mình đó là 3V nha. Thấy không? Không tải của mình nó là 3V. Rồi khi mà số lượng chip led tăng lên hai con, thì cái mức độ sụp áp của nó sẽ tăng lên luôn. Nó làm cho điện áp nguồn nó giảm nha các bạn. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là khi mình tăng cái điện áp không tải lên á, thì cái sụp áp của mình có tăng lên hay không nha. Ở đây á, cái điện áp của mình không tải là 3V. Bây giờ mình tăng lên khoảng là 3.5V. Coi cái sụp áp của nó có tăng lên hay không nha. Rồi, ở đây mình điều chỉnh đi 3.57V. Các bạn coi cái sụp áp nó có tăng lên hay không. Mình tiến hành mình cấp nguồn cho con chip led hồi nãy. Các bạn thấy không? 3.57V. Bây giờ nó giảm còn 3.46V, giảm rất nhiều nha. Nè,
3,57V nha, là không tải. Nó giảm là còn 3,45V. Như vậy ở đây á, mình chứng minh được hai vấn đề chính của mình á. Là thứ nhất là sụp áp của mình á, sẽ tăng khi mà cái điện áp ngõ vào á, lúc mà chưa có tải á, có nguồn mình giả sử đi nguồn led driver này, nó sẽ tăng. Là sụp áp tăng khi mà áp không tải tăng lên. Cái vấn đề thứ hai á, là sụp áp sẽ tăng lên khi mà cái số lượng chip led nó sẽ tăng. Rồi mình sẽ làm một cái bài test thực tế đối với nguồn led driver này. Mình sẽ đo điện áp có tải và không tải, coi nó sụp áp khoảng bao nhiêu nha các bạn. Rồi ở đây mình đo cái điện áp nguồn led driver này trước. Mình đo chế độ không tải trước nha. Đối với nguồn led driver ngõ ra này á, mình dùng cái đầu kẹp nhanh, hai cái đầu âm dương nè. Rồi mình dùng một cái đồng hồ, mình chỉnh cái tăng đo khoảng 1000V DC. Mình không biết cái điện áp ngõ ra nó bao nhiêu, thì mình cứ chỉnh 1000V DC cao nhất. Các bạn lấy cho mình á, hai cái đầu que, mình kẹp chân dương và chân dương, chân âm và chân âm. Mình đo cái điện áp không tải trước, coi cái giá trị của mình nó thu được là khoảng bao nhiêu đối với nguồn led driver này. Rồi mình dùng một cái đầu nối nhanh, mình sẽ cấp nguồn vô cho cái nguồn led driver này, coi giá trị mình đo được là khoảng bao nhiêu. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn nha. Rồi các bạn nhìn thêm nè, đối với nguồn led driver này ở chế độ không tải á, mình sẽ đo được cái điện áp là khoảng là 2,17V, là lúc mà chưa có tải nha các bạn. Rồi tí nữa mình mắc vô cái thanh led, mình sẽ đem đo cái điện áp mà sụp áp á, nó rơi vào khoảng bao nhiêu volt. Đây là chế độ không tải. V không tải lúc nào cũng cao hơn khi mà V có tải đó. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tắt nguồn đi, mình sẽ gắn tải vô nha. Này giá trị của mình là 267V. Rồi sau khi các bạn rút phích cắm ra, các bạn nhớ là xả điện áp trên tụ nha. Các bạn lấy cái tô bít á, coi tụ nó còn tích điện hay không. Các bạn chập hai chân cộng trừ của tụ không thôi, các bạn sờ vô, vô tình sờ vô nó sẽ bị giật ha. Rồi tiếp theo đây mình sẽ dùng một cái thanh led này. Mình sẽ đo cái coi sụp áp trên cái thanh led này khoảng bao nhiêu nha. Cái điện áp mà cứ lúc mà có tải á, của mình á, là khoảng bao nhiêu. Mình sẽ lấy hai cái đầu dây điện ha. Mình sẽ hàn vô thanh led này. Nè các bạn xác định cho mình đó, chân dương ở đâu và chân âm ở đâu ha. Từ nguyên cái thanh led hoặc là cái vỉ led này á, nó đều có chân đầu dương đầu âm, thì các bạn cứ xác định đầu dương đầu âm, các bạn hàng vô thôi. Âm các bạn nối với âm, dương nối với dương nha. Các bạn lưu ý là hàng cho đúng nha.
quan sát đừng có để chập hai chân này, hai chân cộng trừ ở đây nè, nếu mà nó cái chân nó hàng sát nhau quá các bạn lấy cây gì á các bạn cạo thử coi coi nó bị chạm chân hay không, chì nó dính lem hay không, tuyệt đối là không được chập hai chân cộng trừ nha, có thể bị nổ nguồn led driver. Rồi đây mình sẽ tiến hành mình đo cái điện áp coi nó sụt áp khoảng bao nhiêu. Đây là cái nguồn led driver này hôm nay của mình ha. Mình cung cấp nguồn chân dương vô dương, âm vô âm. Rồi mình cũng lấy cái que âm dương của cái đồng hồ, các bạn cặp vô để mà đo mắt song song coi cái điện áp nguồn nó ra khoảng bao nhiêu. Đây mình đã kết nối xong, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn coi. Còn đối với một cái thanh led của đèn tiếp letter 8 á, nó sẽ sụt áp khoảng bao nhiêu. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn nha các bạn. Khi cắt mắt tả vô cái giá trị điện áp lúc này á, nó còn 157V nha các bạn. Khi mà mình mắc tải nguyên thanh led này vô, thì ở đây á, lúc đầu của mình là cái chế độ không tải của mình là 267V. Thì sau khi mình mắc tải vô, giảm điện áp xuống nó còn là 157V. Như vậy cái sụt áp của mình đó các bạn, nó sẽ bằng 110V. Là trên đây là cái điện áp không tải nha, ở dưới là điện áp có tải. Như vậy sụt áp nó giảm xuống là 110V. Cái sụt áp này nó mất đi đâu? Là nó mất do cái số lượng chip led của mình á, và cái sụt áp trên cái đường mạch nguyên cái dãy led này, đường mạch nó rất dài nha, cái đường di động á, thì trên di động nó có điện trở, thì khi mà cái dòng điện nó chạy qua thì nó cũng sẽ làm cái sụt áp do cái đường dây này nè, với cái số lượng của chip led trong cái đèn led của mình. Thì câu hỏi đặt ra là có cách nào để mình giảm cái mức độ sụt áp này xuống không? Thì ở đây mình nói về hai cái nguyên nhân của nó. Khi mà làm sụt áp tăng lên, đó là cái điện áp không tải ngõ vào bắt đầu á nó tăng thì sụt áp nó tăng. Còn số cái thứ hai là cái số lượng chip led của mình á, trong cái đèn led của mình á, nó càng nhiều thì sụt áp mình sẽ tăng. Thì từ hai nguyên nhân này lấy được hai nguyên nhân chính chủ đạo nó làm cho sụt áp của mình trong cái đèn của mình tăng. Thì để mà giảm này á, thì các bạn có thể giảm cái điện áp không tải giảm xuống thì sụt áp sẽ giảm, đồng thời các bạn giảm bớt số lượng chip led á thì sụt áp của mình giảm xuống nha. Thì đây chính là cái gợi ý của mình để các bạn có thể test ở nhà, các bạn đi kiểm tra coi cái mức độ sụt áp của mình đó, nó có thực sự có giảm xuống hay không. Thì ở đây cái điện áp của mình khá cao, 267V là đối với không tải á, thì sụt áp của mình là khoảng 110V, nó sẽ rơi lên trên cái đường số lượng chip led bên trong cái thanh led và cái đường mạch in. Thì điện áp có tải của mình á, nó còn khoảng 157V thôi. Để mà là giảm cái này xuống thì các bạn có thể giảm cái điện áp nguồn xuống nè, hoặc là bạn giảm số lượng chip led thì cái sụt áp, cái giá trị sụt áp 110V này sẽ không còn, nó giảm xuống luôn nha. Rồi, và là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha.
mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.